đồ của mình đấy anh em ạ. Hôm nay là mình sẽ ra vào đây để đi khai quật tiền. Thực ra ở đây rất nhiều tiền anh em ạ. Đó, vào đây. Loang này, bốn cái loang này được 1.000 đấy kìa. Nhẹ cho cái này 1.000 đấy. Dắt mày về cho ấy đi, cho su su đi. Su su đi. Để cho nó tận dụng. Ui nhiều phết. Nặng đầy túi, đầy túi nhiều không nhỉ? Nặng thế cơ. Mình nghĩ đi. Rồi bố ra ngoài Mỹ rồi. Đây mình chia sẻ với anh em chỗ này mình kiếm được hết anh em. Chỗ này chỉ 2.000 thôi. Thôi thì hết thôi, chỉ có thế này thôi. Thì thôi bây giờ cái gì cũng rẻ cho. Tôi không bán đâu. Đấy cả 1 lọ đó. Này là cô trả thôi đó 100. Làm lọ mấy lọ ấy nhá. Xin báo trở lại với channel của cáo nha. Hôm nay là mình đã quay cho anh em xem quá trình là mình đi kiếm tiền là như nào anh em nhá. Đó, đây là số tiền mình đã kiếm được trong 1 tuần đấy anh em ạ. Thực ra mà hôm nay là mình đã quay cho anh em xem là toàn bộ quá trình mình đi kiếm tiền là như thế nào. Đây là một số tiền rất là lớn mình đã kiếm trong khoảng tầm 1 tuần từ công việc, đó chính là đi hót phân bò và đi nhặt rác, thỉnh thoảng còn đi
cụ vữa cho người ta nữa anh em ạ. Đấy, người mình bây giờ rất là hôi, toàn phân bò thôi. Hôm nay là 20 tháng 11 nên là mình sẽ quyết định là mua một cái món quà gì thật là ý nghĩa để tặng mẹ mình. Hiện tại thì mình trong đầu mình chưa nghĩ ra một cái gì cả. Anh em ạ, thực ra là kiếm số tiền này, đây chính là số tiền bằng mồ hôi nước mắt của mình kiếm được. Nên là mình sẽ quyết định mua món quà rất là ý nghĩa để tặng mẹ mình anh em nhá. Nhưng mà trước khi đi mua là mình phải đi thay bộ quần áo cái, tắm cái, người nó hôi lắm anh em ạ. Mình cũng chia sẻ luôn với anh em là lúc mình đi nhặt rác ấy thì là mình phải đi và mình trốn anh em ạ. Nhất là bãi rác nó sẽ có người bảo kê. Mình vào đấy mình nhặt là mình phải mất phí khoảng tầm 20 đến 30 nghìn. Những người kiểu như mình là hay tranh chấp địa bàn, đánh nhau suốt anh em ạ, đánh nhau suốt mới có rác mà lấy đấy. Thực ra là cái công việc gì cũng vậy, khó khăn lắm. Thực ra mà tìm những cái khu mà nó có rác mới rất là khó khăn, trừ khi là mình phải đi đến tận nhà người ta. Nhưng mà đây thôi, tới đấy vậy là cũng kiếm được ít rồi. 5 bao rác thì mình kiếm được 100 nghìn, mỗi bao là 20 nghìn anh em nhé. Nhưng mà sao, hôm nay là sẽ có một món quà mới để tặng mẹ mình anh em nhá. Mình nghĩ phải mua ý nghĩa tặng mẹ nữa. Nghĩ ra cái quà để tặng mẹ chưa? Tao chưa biết, nhưng mà tí phải kiếm một bông hoa. 2011 thì tìm một bông hoa tặng mẹ nữa. Bông hoa thì đơn giản quá. À, hiện tại là cái điện thoại của mẹ đang hỏng. Thế á? Ừ. Thế mua tặng mẹ điện thoại mới, điện thoại mẹ dùng mấy năm. Ừ, đi mua tặng mẹ điện thoại mới nhá. Có đủ tiền mua không? 400 có đủ tiền mua điện thoại mới. 400 nhưng, nhưng mà trong ví là còn 200 nó bị rách mất. Rách mất đồng này cũng tầm 1 tháng rồi. Tiêu mãi không được anh em ạ. Đồ xăng đồng này thì tiếc quá. Này anh em ơi, mất một góc này. Đây là có 600 rồi. Thế là quyết định là mua tặng mẹ mình cái điện thoại anh em ạ. Điện thoại mẹ mình nó bị hỏng rồi. Thì là điện thoại của mẹ mình nó bị hỏng rồi nên là mình sẽ quyết định dùng cái số tiền nhỏ nhoi này để mình mua tặng mẹ mình cái điện thoại mới anh em nhá. Đây là mồ hôi và nước mắt của mình anh em ơi. Giờ đi vào nhà cho anh em xem. Yeah. Đây anh em ơi, mẹ mình là dùng hai điện thoại nhưng mà điện thoại mẹ mình nó bị cháy hết rồi. Thì là mấy ngày hôm nay là mình không liên lạc được cho mẹ mình anh em nhá. Điện thoại ngày xưa là mình cũng mua tặng mẹ mình ấy, nhưng mà pin nó bị hỏng mất. Đây này, cái này cũng lắp được nhưng mà nó không lên pin, mẹ mình cái này không lên pin luôn nên là quyết định là phải mua cho mẹ mình một cái điện thoại mới thôi. Bị cháy màn hình như sao? Cháy mấy hôm nay cứ tầm tối là mẹ mình cứ chạy ra lạp phải đi mượn sạc các kiểu nhưng mà nó vẫn không lên. Cháy màn hình rồi anh em nhá, không lên luôn. Tiếc quá, đi sửa được nhỉ. Chắc sửa nữa 6 năm cũng bỏ đi. Thôi mua cho mẹ điện thoại mới. Nhân tiện là 20 tháng 11, một năm mới có một lần đấy đúng đi. Đúng rồi. Một năm mới có một ngày phụ nữ. Mà đó là ngày của mẹ mình. Nên quyết định là mua một món quà mới, đó chính là mình sẽ mua một chiếc điện thoại mới để tặng cho mẹ mình anh em nhá. Vui không? Sướng quá, chắc mẹ bất ngờ cậu nhỉ. Hiện tại là mẹ mình đi chợ chưa về anh em nhá. Đây là bây giờ mình sẽ mua một món quà để tặng mẹ mình, cho mẹ mình bất ngờ. Chứ mấy hôm nay thì bà cụ đi chợ mà không có điện thoại cả mới nên làm ăn nó khó đúng không? Bây giờ thay quần áo, đẹp dài, lên quán mua điện thoại với nào nhá. Ok rồi. Đi rồi, cho đẹp dài chưa? Chất vãi ôi. Mình cũng chia sẻ luôn anh em là lâu lắm mình không được lên phố anh em. Hôm nay là quyết định là lên phố mua cho mẹ mình cái điện thoại mới luôn, đúng không đi? Hôm nay là phải sắm mẹ cái điện thoại mới cho chất rồi. Lên phố ăn mặc đẹp dài thôi. Mình chia sẻ luôn với anh em là bộ quần áo của mình tự tặng anh em nhá. Chỉ có cái áo này mình mua thôi. Cái áo này trước là mình mua 60.000 khuyến mại. Còn cái này là mình cái tay da mình tặng này. Cái quần mình tặng này, cái giày mình được tặng luôn. Có gì mình cho anh em xem luôn. Được tặng anh em, không phải mua đâu. Mình công nhận bánh trai phết rồi. Công nhận những đồng tiền mình kiếm được vui phết. Đi mua thôi. Lên đường thôi. Đẹp dài. Đẹp dài rồi. Bây giờ lên đường anh em nhá. Vui phết anh em ạ. Lâu lắm được lên phố nên là đi mua luôn. Yeah. Vui không đi? Yeah ơi. Vui phết anh em ạ. Các này về mua phát rồi về khoe cả xóm luôn anh em ạ. Chúa chết anh em ạ. Hello Lu Hòa. Đi mua điện thoại cho mẹ cháu ạ. Yeah. Vui phết. Ở quê vui lắm anh em ạ. Cái này mới đây. Mới cho mẹ à? Vâng, vừa gây mẹ em. Đó hình bao lâu? 15. 15. Ở đây không phải Nokia. Không phải Nokia, Nokia thì đây không ra mắt gì cả. À. Em xem Nokia. Anh em ạ, mẹ mình đang phân vân biết là mua cái này. Cái này thì có camera. Chụp ảnh tự sướng. Ừ, ảnh tự sướng. Còn cái này cũng có anh. Cái này không. Nokia 1.5. Con này mới hơn. Em mua này đi. Đúng rồi, con này ngon ngon hơn. Thôi dùng cái này đi. Bao tiền đấy? Cái này là 350. Xịn xịn không? Hả? Cũng xịn trông mới cứng này.
lẹ đi nhỉ. Lấy đây. Cái này to quá. Cái này to quá, đúng này thôi anh em. Lấy này đi. Để cho một quái chấm này. Ba. Quá thế. Có cái này bút này anh ạ. Sẵn. Cái này em bảo anh 1 năm ấy. Cái này bảo anh 1 năm. Anh chốt này em nhá, này là 2015-11. Không, em bắt xin vào nó cũng mật bảo anh. À. Và bây giờ em mua rồi, em chưa dùng một tuần sau rồi. Mua sạc. Cái này là bảo anh 1 năm. Làm video hả? Quay cái gì chứ? Đây đây. Bây giờ các anh làm em đi quất luôn nhỉ? Về quất rồi ông ơi. Đẹp và quất luôn. Này luôn. Này. Nhưng mà thừa là mình nhìn mới có làm gì không? Đổ xăng hay làm gì? À hay mua hoa ôi. Đi mua rồi. Ok. Hết luôn nhỉ? Cho nó hết hết đủ tiền luôn đúng không? Mua hết luôn nhé. Đi. Này quất luôn nhé. Thôi không mua đâu ngại lắm. Đi mà. Anh em ơi. Vừa giờ là mình định ra ngoài kia mình mua cho mẹ mình thêm một bông hoa nữa nhưng mà ra ngoài ngại quá. Thế là sao con trai cầm bông hoa ngại, tao nghĩ giờ tao nghĩ ngại. Mày qua chưa mua gì? Mày ngại. Ngại thì tao không mua. Không quan trọng. Này nóng lắm nên phố cảm giác nó xa lạ quá đi. Giờ đi cái lạc lõng là gì? Đi trông như thằng đần. Rồi kệ đéo mua nữa. Cầm hoa xong rồi mình đi vào nhà nữa. Con trai cầm hoa bêu vãi. Bêu đúng không? Người đường nó cứ nhìn nó ngại cháy mặt. Thế thôi không mua nữa. Mua điện thoại tặng mẹ mình hết rồi. Đây anh em ơi. Anh em ơi. Mình làm từ sáng giờ mình phát hiện ra mình chưa ăn gì anh em ạ. Để em nấu em tôm ăn nó bụng cái. Bim. À, quên bim. Này. Giờ ngồi đợi mẹ mình về anh em nhá. Mẹ mình bây giờ là về rồi, mẹ chắc đi xung vườn ấy. Về ơi. Đây mẹ. Đi đâu mà đẹp thế? Kinh tâm diện thế. Nhớ anh Long phép. Khiên mướng gà cho mẹ. Anh Long không anh con? Anh Long, anh Long. Anh Long gì mà to đây mẹ? Anh Long đỏ. Anh Long đỏ à? Này chọn là tôi cần tay mà to. To phép. Mẹ mình bán anh Long anh em nhá. Anh em nào mua thì lên chợ con Hải Dương mua. Mẹ em nay mua quà tặng mẹ em nay 20 tháng 11. Được, 20 tháng 10 đến 20 tháng 11 thì. Có cái gì? Hả? Cái gì? Bán ai biết. Đây kìa. Tặng quà gì nữa. Đấy. Kinh đẹp thế. Điện thoại à? Điện thoại. Ai chả. Cái gì? Điện thoại mẹ hóng nên quyết định mua tặng mẹ điện thoại mới. Thằng nào mua đấy? Con này có đít mua. Ủi mày quá, mẹ đang hóng điện thoại đang sáng từ sáng mà không liên lạc được. Độc đi nhờ à, điện thoại y như của bác Vinh. Bác Vinh. Đẹp, bao tiền. Đẹp. Bao tiền không quan trọng. Đẹp. Nó vừa định mua hoa mà ngại quá. Để mua hoa phí tiền á. Điện thoại thực tế thôi, may quá điện thoại của mẹ không dùng được. Thì sáng Độc đi gọi nhờ thì. Mua hoa là ngại. Để em có nạp vào đây. Nạp hết, nạp đây. Đây. Đây là quá mỹ mãn rồi. Trông đẹp phết này. Lắp tắp sim vào đi. Chưa lắp. Chưa, rồi vào đây sim mẹ. Sim, đúng rồi, cắm sim điện thoại đi. Chứ mẹ không biết dùng. Kinh nhất hai thằng đấy. Ý, có gì đâu. Cũng biết được điện thoại của mẹ hóng mà mua. Từ lúc đó này mẹ toàn đi mượn nạp thôi, à mượn sạc. Chứ mẹ kêu điện thoại hóng suốt. Điện thoại này dùng nó ấy hơn, dùng xưa điện thoại cũ của mẹ. Cũ mẹ lâu lắm rồi. Sáng mẹ đang mượn cái của bác Dinh y như cái này mẹ đang mua rồi, chị mua cái xịn. Nó bị mua một cái điện thoại nó to hơn này nhưng mà. Thôi cái này thôi, mẹ chỉ dùng cái này đúng rồi. Nó không bằng này. Máy nào đi. Ở dưới có cái cạnh ra. Cậu không biết dùng điện thoại. Nghiệp dư vậy. Có biết dùng đâu. Nó mà mua thì mẹ điện thoại còn phải đưa lên nữa. Lại còn phải đăng lên nữa. 20 tháng 11. Quay trời đi. 20 tháng 10. 20 tháng 10. Bèo vậy. 20 tháng 1 là ngày gì? 21 là ngày quốc dân hay ngày gì? Ngày mày, ngày nhà giáo Việt Nam. Đây, nắp sim anh em nhá. 20 tháng 10 là ngày. Mới cứng luôn, tập hộp luôn. Cho mẹ mình bóc tem luôn anh em ạ. Được rồi. Nắp sim luôn. Chính hãng rồi. Mấy trắng. Giá cả không quan trọng là cứ dùng thôi. Ơi giời ơi. Ây da. Có đèn pin được thôi này. Là bật phát được luôn. Thế nên nó Nokia. Đấy nhá. Có danh bạ đây chưa? Sim của mẹ có rồi thì có rồi. Đây mấy đây sim kia, sim này không phải. Sim nào của mẹ? Sim bé, sim trắng, sim mới. Lại là sim mới nữa.
cái mẹ... sim này sim mà điện thoại cũ mẹ thay sang. Mẹ chơi hai sim hay sóng rồi? Không phải, cái sim này ở cái điện thoại kia, thằng này nó nhầm điện thoại. Trong này có ngon là cái chiếc cũ không nhá? Đẹp nhiều. Đấy là cái sim con đấy. Cũng ở cái điện thoại đấy. Ê, hôm nay cụ Hậu nó đi nhặt rác với chăn bò nó mua điện thoại cho mẹ em ạ. Kinh. Nó phải tích tiền bao nhiêu hôm rồi đấy? Ngồi ngồi mới nắp được. Nắp này sim mẹ sim này. Sim về mấy năm rồi? Nếu nhầm sim không để ý. 85. Mẹ quê rồi. Quê. Sim mẹ ở dưới. Hả? Sao ở dưới ra? Có cái cậy cậy. Ô hai con bích này. Khí kêu nhớ nhỉ. Thịt giờ đấy. Đói không từ nãy rồi chắc chưa cho nó ăn. Đây con cậy chưa? Vui mẹ. Quá tốt thì định mua hoa cơ nhưng mà thôi cái này hoa mẹ không cần, hoa tàn vứt đi em đi. Nhưng mà cái này là có ý nghĩa rồi. Chết rồi mẹ nắp ngược rồi, nắp đéo nắp được. Lúc nỗ đi mua hoa cái bị người ta trêu. Hả? Định mua thôi nhưng mà người ta có hỏi là mua nhưng mà ngại quá không mua được. Chắc người ta tưởng tặng như bạn gái. Tặng đi ngại quá, nó không nắp được, rồi. không nắp được. Thì mẹ nắp cho. Ngay nắp được không? Sao mẹ nắp nhanh ấy? Hả? Sao mẹ nắp nhanh? Nắp vào trước rồi giờ ta chết. Không được. Được. Được rồi. Chạy lên rồi. Nó bỏ mày. Đúng màu đẹp, màu được ấy. Màu đen đẹp, đẹp hơn cái trước. Cái đây là cái trước của mẹ mình nghe nhá. Cái cho mẹ về xem ra nó xem về. Đây là cái trước thì nó bị hỏng rồi. Anh bạn mới mới như bình thường cái này ít gì cái bích. Cái này không lạc rồi, không lạc là vào nữa, cái nó hỏng cái máy gì rồi. Nó bị hỏng nào đi sửa lại xem dùng. Không dùng được. Giờ đi cả ngày giờ gần tối. Quay trưởng. Đây là hai thằng chung nhau. Cảm ơn hai con trai. Cái chơi. Được dùng điện thoại cũ ấy. Đây cái chất chất. Chất rồi, mẹ cảm ơn nhá. Trắng hơn đây. À. Thôi được rồi. Quá xịn rồi. Xịn nhá. Chị chưa chữ to ai tốt nhỉ? Chữ to, vừa giờ có cái loại chữ to nhưng mà sợ đây là hàng Trung Quốc ấy, không mua, mua hàng. Cái này cũng nhìn thấy rồi, cảm ơn hai anh em. Yeah. Cảm ơn, nào khiêm vào đây cho mẹ Sơn. Khiêm vào đi. Ui, rõ người này kia. Khiêm đi. Ấy, anh em ạ, đi mua thanh long rồi giờ ấy vào đấy, chợ về khổ lắm, mình mệt hết. Bây giờ cho anh xem, không biết nói gì rồi. Nó chết đi anh em ạ. Đâu, nó chết đi anh em ạ. Chất vai em ơi. Yeah. Ôi cầm nhé. Có cười không? Không. Không. Cái gì? Anh mẹ có cười không? Rất đẹp. Cái tươi lắm rồi. Anh ạ. Cái tươi lắm rồi. Cái gì đấy? Cái tươi lắm rồi. Nếu các bạn cảm ơn video này, hãy nhớ là bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Cáo nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Cáo. Chào các bạn. Bye bye.